Livestream. Và thầy ông xin chào các bạn từ Mông Cổ, và tôi muốn nói với các bạn rằng livestream là một phương pháp đơn giản vô cùng để của chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều người trên internet hơn. Bạn thấy không? Hầu hết mọi người bây giờ đều sử dụng điện thoại di động và hàng ngày họ xem rất là nhiều những video, những livestream của những người khác. Và nếu như bạn không livestream bây giờ thì bạn đang đánh mất khách hàng của mình vào tay đối thủ. Tôi muốn hướng dẫn các bạn một kỹ thuật đơn giản để bạn có thể dễ dàng livestream để tiếp cận với khách hàng, livestream để tìm ra khách hàng tiềm năng, livestream để thấu hiểu hơn khách hàng của mình và livestream để bán hàng. Cũng như là tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng chương trình livestream của tôi sẽ diễn ra ngay sau khi tôi trở về từ Mông Cổ. Đây là một chương trình 3 ngày để sẽ huấn luyện các bạn liên tục làm thế nào để chúng ta có thể tự tin trước ống kính, làm thế nào để chúng ta trình bày để thu hút người nghe, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể bán được hàng trên chính livestream của mình. Chương trình livestream đã được tổ chức các bạn, hướng dẫn các bạn những kỹ thuật làm sao để thiết kế trường quay, thiết kế bối cảnh, thiết kế ánh sáng, thiết kế máy quay, hay là ngay cả khi chúng ta đứng ở giữa đồng cỏ như này chỉ với một chiếc điện thoại mà chúng ta hoàn toàn có thể livestream được tự một cách tự do và thoải mái. Tôi cũng sẽ tặng bạn, những người đăng ký sớm tại chương trình này, hai phần quà vô cùng quan trọng. Đó là chương trình Ultimate Livestream của tôi trị giá gần 7 triệu đồng, và chương trình bán hàng bằng livestream trị giá cũng gần 7 triệu đồng nữa ở trong chương trình này, nếu bạn là những người đăng ký sớm đầu tiên của chương trình này. 3 ngày huấn luyện tại văn phòng của tôi với 70 người. Bạn nhớ rằng là nếu như bạn là người thứ 71 đăng ký thì hoàn toàn bạn phải chuyển sang chương trình khác. Bởi vì trong chương trình này của tôi chỉ có chỗ cho 70 người, văn phòng của tôi nhỏ bé nên chỉ có 70 người có thể tham dự vào chương trình này mà thôi. Nếu như bạn là cái người may mắn có mặt tại chương trình này thì tôi tin chắc rằng cuộc sống của bạn sẽ có rất là nhiều thay đổi bằng cách trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trước ống kính để có thể dễ dàng tiếp cận với hàng triệu người đã có sẵn ở trên internet. Nếu bạn đã muốn thực sự tham dự chương trình này, hãy bấm vào nút đăng ký ở bên dưới hoặc theo đường link để có thể chúng tôi chăm sóc bạn được tốt hơn. Xin tạm biệt và gửi lời chào các bạn từ Mông Cổ.